Bản tin kinh tế ngày 27 tháng 8 Hungary chấp thuận cho Nga xây dựng lò phản ứng hạt nhân Giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG châu Á tăng kỷ lục khi Nhật Bản, Hàn Quốc bắt đầu dự trữ cho mùa đông Công ty thiết kế chip của Mỹ đầu tư vào Việt Nam giữa cuộc thương chiến với Trung Quốc Nguyên nhân chính quyền Bắc Kinh đóng băng tài khoản ngân hàng của người dân tại một số thành phố lớn của nước này cả sẽ có trong bản tin kinh tế ngày 27 tháng 8 của DKN TV. Nguyễn Tươi xin kính mời quý vị cùng theo dõi nội dung chi tiết. Hungary chấp thuận cho Nga xây dựng lò phản ứng hạt nhân Thưa quý vị, theo hãng tin AFP, vào ngày 26 tháng 8, Giới chức Hungary đã phê duyệt dự án xây hai lò phản ứng hạt nhân mới do tập đoàn Nga Rosatom đảm nhận, dự kiến bắt đầu trong những tuần tới đây. Ngoại trưởng Hungary Peter Sijato đã thông báo sau khi cơ quan quản lý quốc gia cấp phép cho dự án vào ngày 25 tháng 8. Đây là một bước tiến lớn, một cột mốc quan trọng. Giờ đây chúng tôi có thể chuyển từ giai đoạn lập kế hoạch sang thi công. Hai lò phản ứng hạt nhân mới trị giá 12,5 tỷ đô la Mỹ dự kiến được xây dựng ở gần thị trấn Paks cách thủ đô Budapest khoảng 100 km về phía nam. Giới chức Hungary cho biết các lò phản ứng hạt nhân mới có thể đi vào hoạt động vào năm 2030. Nhà máy điện hạt nhân Pax với 4 lò phản ứng nằm cách thị trấn Pax khoảng 5 km, được xây dựng với công nghệ của Liên Xô vào những năm 1980. Đây là nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Hungary và đang đáp ứng khoảng 40% nhu cầu điện tại quốc gia thành viên Liên minh châu Âu EU này. Hungary và Nga đã ký kết thỏa thuận xây dựng hai lò phản ứng 1.200 MW tại nhà máy Pax, tăng gấp đôi tổng công suất của nhà máy. Nga tài trợ phần lớn dự án thông qua khoản vay trị giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ. Hungary đang thanh toán khoản tiền còn lại. Trong khi đó, Phần Lan, một quốc gia cũng thuộc thành viên EU, đã đình chỉ dự án xây dựng nhà máy điện hạt nhân Hanhikivi 1 với tập đoàn Rosatom của Nga. Phía Phần Lan cho rằng dự án ngày càng chậm tiến độ và các sự kiện tại Ukraine đã làm trầm trọng thêm rủi ro. Hungary đã nhiều lần ngăn nỗ lực cô lập Nga và trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu EU, trong khi các thành viên khác lại tìm cách nhanh chóng loại bỏ dầu và khí đốt của Nga. Hungary có các ngoại lệ và đã đàm phán về việc cung cấp thêm khí đốt với Nga. Tiếp tục một diễn biến khác trên mặt trận năng lượng. Giá khí đốt tự nhiên hóa lỏng LNG châu Á tăng cao kỷ lục khi Nhật Bản, Hàn Quốc bắt đầu dự trữ cho mùa đông. Thưa quý vị, để mua được khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) giao ngay trên thị trường toàn cầu, khách hàng châu Âu đang trả giá cao để cạnh tranh mạnh với khách hàng châu Á. Nhiều nguồn tin trong ngành này đã tiết lộ với hãng StreetThomps rằng giá LNG ở châu Á đang đạt mức cao kỷ lục khi Nhật Bản và Hàn Quốc, hai khách hàng lớn nhất trong khu vực, bắt đầu chương trình thu mua cho mùa đông sắp tới. Giá LNG tăng vọt do căng thẳng nguồn cung toàn cầu bởi châu Âu gặp khó khăn khi mất dòng khí đốt từ Nga. Tại châu Á, giá LNG trung bình cho hàng giao trong tháng 10 ở Đông Bắc Á được ước tính là 57 tới 60 đô la Mỹ trên một đơn vị nhiệt Anh. Các nguồn tin trong ngành nhận định cao hơn đáng kể so với giá LNG đầu quý 3. Giá LNG giao ngay ở châu Á được giao dịch quanh ngưỡng từ 42 đến 43 đô la Mỹ vào giai đoạn cuối tháng 7 cho tới đầu tháng 8. Trước đó, dữ liệu trong ngành năng lượng đã chỉ ra rằng giá LNG giao ngay vào tháng 5 là 25 đô la Mỹ và vào tháng 6 là 38 đô la. Ông Alex Chayo, nhà phân tích khí đốt châu Á tại công ty ICIS cho hay, cả Nhật Bản và Hàn Quốc đang đặt mục tiêu bảo đảm khoảng 5 triệu tấn LNG giao ngay trong tháng 8, tháng 9 và cả tháng 10 so với mức 5,5 triệu tấn ghi nhận vào cùng kỳ năm trước. Trong tháng 8 này, ông Grammy York, Chủ tịch của công ty năng lượng Senoko Energy của Singapore đã cho hay, công ty này đã dùng nhiều dầu diesel hơn để phát điện trong 6 tháng vừa qua, bởi biến động giá khí đốt và nguồn cung. Cơ quan thị trường năng lượng EMA cũng lưu ý, vào thời điểm đó, rằng dù các công ty sản xuất điện ở Singapore tiếp tục sử dụng khí đốt để sản xuất điện, nhưng các nhà máy được thiết kế để có thể hoạt động bằng dầu diesel trong trường hợp cần thiết. Nhu cầu đạt đỉnh trong mùa đông Ông George Yanchong, giám đốc Refinitiv châu Á, một đơn vị của nhóm giao dịch chứng khoán London, đã cho hay, giá dầu đã giảm từ mức đỉnh năm 2022 vào khoảng 130 đô la Mỹ trên thùng hồi tháng 3 năm nay. Nhưng nhu cầu dầu khí mạnh trong quý 4 đang đẩy giá lên cao do lo ngại về khả năng sẵn có của nguồn cung. Ông cho biết Chúng tôi dự đoán nhu cầu dầu khí sẽ đạt đỉnh vào mùa đông này, đặc biệt là với thời hạn ngày 5 tháng 12 của lệnh cấm hoàn toàn nhập khẩu dầu bằng đường biển của Liên minh châu Âu EU sắp tới đối với Nga. Dù lượng LNG giao dịch thấp hơn một chút so với năm 2021, ông Choi đã chỉ ra rằng thị trường hiện hoàn toàn khác biệt, trong đó có tình hình biến động mạnh ở châu Âu. Nguồn cung khí đốt của Nga qua đường ống ở châu Âu đã giảm khoảng 75% trong năm nay do tác động của các biện pháp trừng phạt mà phương Tây áp đặt đối với Nga sau chiến sự Ukraine. Vào tuần này, tập đoàn Gazprom của Nga, công ty độc quyền xuất khẩu khí đốt của Nga qua đường ống, vừa công bố chương trình bảo trì bất thường đối với đường ống Nord Stream 1, một trong những đường ống lớn nhất cung cấp khí đốt cho nước Đức. Ông Toby Kopton Trưởng Bộ phận Kinh doanh và Tư vấn Toàn cầu của Trayden LNG đã cho hay việc gián đoạn nguồn cung khí đốt qua đường ống khiến khách hàng châu Âu cạnh tranh mạnh với khách hàng châu Á bằng cách trả giá cao hơn để có thể mua được nguồn LNG giao ngay trên thị trường toàn cầu, vốn chỉ có lượng giới hạn nhất định. Ông nói, trên thực tế, chúng ta sẽ thấy một cuộc chiến đấu thầu, và trong thời gian này giá sẽ vẫn tăng cao do sự cạnh tranh từ châu Á. Ông Shale cho biết, dựa trên dữ liệu giá của ICIS, Tổng giá trị của 80 lô hàng được đặt mua từ tháng 8 đến tháng 10 năm nay ước tính khoảng 14,7 tỷ đô la, cao hơn gấp đôi so với giá trị 6,7 tỷ đô la của 88 lô hàng được mua trong cùng kỳ năm ngoái. Trong khi sự mất cân bằng giữa cung và cầu giảm nhẹ so với mức dự báo 14,4 triệu tấn của ICIS hồi tháng 7, thị trường vẫn đang thiếu khoảng 12,3 triệu tấn LNG. Ông Valery Chau, phó chủ tịch của công ty tư vấn Good McKenzie cho hay, Giá cao dẫn tới việc khách hàng, đặc biệt là ở Nam Á, nỗ lực giảm chi phí phát điện thông qua sử dụng dầu, mặt hàng rẻ hơn so với khí đốt. Ông Châu nói, với các quốc gia có thể chuyển đổi thì dầu làm giảm các hóa đơn điện đang tăng nhanh và giảm căng thẳng về kinh tế. Theo vị chuyên gia này, nhu cầu dầu đã tăng tới 67% ở Pakistan và tăng 40% ở Bangladesh so với năm trước. Các quốc gia này đang tăng nhanh nhập khẩu dầu nhiên liệu để đáp ứng nhu cầu về điện. Chuyển sang một diễn biến đáng chú ý khác. Công ty thiết kế chip của Mỹ đầu tư vào Việt Nam giữa cuộc thương chiến với Trung Quốc. Thưa quý vị, vào hôm 26 tháng 8, hãng tin Nikkei Asia được đại diện của Synopsys cho biết, công ty chip điện tử khổng lồ của Mỹ là Synopsys vừa quyết định đầu tư vào Việt Nam qua việc tặng các giấy phép thiết kế và đào tạo kỹ sư Synopsys là một trong những công ty Mỹ đang chiếm lĩnh thị trường toàn cầu về tự động hóa thiết kế điện tử, viết tắt là EDA hay còn gọi là các phần mềm thiết kế chip. Synopsys sẽ đào tạo kỹ sư điện tử cho Việt Nam và tặng khoảng 30 giấy phép thiết kế trị giá 20 triệu đô la cho Việt Nam. Tuy nhiên, công ty này lại không cho biết sẽ đầu tư thêm bao nhiêu nữa vào Việt Nam ngoài số giấy phép được nêu. Hiện hãng này đã có hai văn phòng ở thành phố Hồ Chí Minh và hai văn phòng khác ở Đà Nẵng với số nhân viên là hơn 400 người. Hãng này dự định sẽ tuyển thêm khoảng từ 300 cho đến 400 nhân viên nữa. Nikkei Asia, chiếc dẫn lời của Phó Chủ tịch Bán hàng của Synopsys là Robert Lee cho biết tại một buổi họp báo ở Sài Gòn Tech Park rằng với việc trở thành đối tác với các công ty nước ngoài, Việt Nam có thể bắt đầu bằng việc thiết kế các bảng vi mạch tích hợp IC dùng trong tủ lạnh, máy điều hòa nhiệt độ rồi sau đó nâng dần lên. Theo đại diện của Synopsys, vào hôm 12 tháng 8 vừa qua, Bộ Thương mại Mỹ đã mở rộng danh sách cấm xuất khẩu sang Trung Quốc, bao gồm cả các phần mềm EDA, một ngành công nghiệp mà Mỹ hiện chiếm đến 97% thị phần toàn cầu. Việt Nam là một trong số các quốc gia mà Synopsis chú trọng về đầu tư. Giám đốc bán hàng của hãng này là Adrian Ong Tech, trong một buổi phỏng vấn mới đây, được hãng Nikkei Asia trích lời cho biết. Trung Quốc hiện vẫn là một thị trường quan trọng, nhưng hãng vẫn cần phải cẩn trọng Tiếp theo chương trình, kính mời quý vị cùng đến với phần tin tức cập nhật của biên tập viên Bảo Trung. Nguyên nhân Bắc Kinh đóng băng tài khoản ngân hàng của người dân tại một số thành phố lớn. Kính thưa quý vị, một bài báo đăng ngày 12 tháng 8 trên First Financial News của Trung Quốc cho biết, một số cư dân ở Thâm Quyến kêu ca rằng thẻ ghi nợ do chi nhánh Thâm Quyến của ngân hàng Trung Quốc phát hành đã đột ngột bị đóng băng. Khách hàng có thể gửi tiền vào tài khoản nhưng không thể rút ra. Họ cũng không thể chuyển tiền bằng Alipay, một nền tảng thanh toán trực tuyến ở Trung Quốc. Ngoài ra, họ cũng không thể đăng nhập vào các ứng dụng ngân hàng trên di động. Một nhân viên ngân hàng cấp cao tiết lộ với First Financial News rằng, Ngân hàng Trung Quốc gần đây đã hợp tác với cơ quan công an để thực hiện các biện pháp đóng băng tài khoản ngân hàng. Các ngân hàng khác, bao gồm cả ngân hàng xây dựng Trung Quốc, ngân hàng công thương Trung Quốc và ngân hàng nông nghiệp cũng áp dụng các biện pháp tương tự. Người này cho biết thêm, nhiều khách hàng đang có mặt tại các ngân hàng để mở khóa tài khoản của họ. Rất nhiều người đến vào cuối tuần, đôi khi hàng người dài đến nỗi mỗi người phải đợi cả tiếng đồng hồ. Truyền thông nhà nước Trung Quốc Security Daily đưa tin hôm 18 tháng 7 rằng, nhiều tài khoản ngân hàng ở Bắc Kinh, Sơn Đông và Hải Nam cũng đã bị đóng băng. Theo lời kể của một giám đốc ngân hàng địa phương, các ngân hàng đang tuân theo cái gọi là chỉ thị đóng băng thẻ từ chính quyền trung ương. Chỉ thị của tòa án tối cao. Chiến dịch đóng băng thẻ được Quốc vụ viện Trung Quốc lần đầu đưa ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2020. Nhắm mục tiêu đến thẻ điện thoại di động của ba nhà mạng lớn, China Mobile, China Unicom và China Telecom. Thẻ điện thoại của các nhà cung cấp mạng di động ảo, đơn vị cung cấp dịch vụ không sở hữu hạ tầng mạng lưới viễn thông mà thuê của bên khác thẻ internet vạn vật IoT, tài ngân hàng cá nhân, tài khoản công cộng, thẻ tín dụng của các công ty và tài khoản của các tổ chức thanh toán phi ngân hàng như WeChat, Alipay và các phương thức thanh toán của bên thứ ba khác. Sau đó vào tháng 12 năm 2020, Tòa án tối cao Trung Quốc kết hợp với Văn phòng Công tố tối cao, Bộ Công an, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin và Ngân hàng Trung ương đã ban hành chỉ thị đẩy mạnh chiến dịch đóng băng thẻ để chấn áp các hoạt động giao dịch bất hợp pháp. Chiến dịch này sẽ đóng băng tài khoản ngân hàng của tội phạm hoặc nghi phạm. Một nhân viên tại chi nhánh thâm quyến của ngân hàng xây dựng nói với hãng truyền thông Trung Quốc, Ristat Information rằng, vào cuối tháng 7 năm nay, một cuộc điều tra thẻ ngân hàng đã được tiến hành theo yêu cầu của Bộ Công an. Các trường hợp bất thường sẽ bị đóng băng tài khoản. Tuy nhiên, một lượng lớn những người bán hàng và người gửi tiền đã được chứng minh là không có giao dịch bất thường cũng bị đóng băng tài khoản và thủ tục mở khóa tài khoản rất phức tạp. Ngăn dòng vốn chảy khỏi Trung Quốc Nhà phân tích tài chính Catherine Chiang sống tại Hồng Kông nói với The Epoch Times hôm 22 tháng 8 rằng Ý định thực sự của chính quyền Trung Quốc trong việc đóng băng ngày càng nhiều tài khoản ngân hàng là để ngăn dòng vốn chảy ra ngoài đất nước. Tại Mỹ, Cục Dự trữ Liên bang Fed đã tiến hành liên tiếp tăng lãi suất kể từ tháng 6 để chống lạm phát. Ngược lại, kể từ đầu năm nay, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc lại thực thi nhiều đợt cắt giảm lãi suất để kích thích nền kinh tế. Nhà phân tích Trang cho rằng, những động thái đó đã làm tăng nguy cơ dòng vốn tháo chạy khỏi Trung Quốc, khiến chiến dịch đóng băng tài khoản ngân hàng tiếp tục được đẩy mạnh. Bà tin rằng, sự gần gũi về mặt địa lý giữa thâm quyến và Hồng Kông giúp mọi người dễ dàng chuyển tiền đến Hồng Kông thông qua thâm quyến, sau đó chuyển ra nước ngoài. Bà nói, để ngăn chặn dòng vốn chảy ra, chiến dịch đóng băng tài khoản ngân hàng ở Thâm Quyến diễn ra rầm rộ hơn ở các thành phố khác. Ngày 15 tháng 8, Cục thống kê Quốc gia Trung Quốc đã công bố dữ liệu về đầu tư, tiêu dùng và các ngành công nghiệp trong tháng 7. Các con số đều thấp hơn kỳ vọng của thị trường. Bà Trang nói, một đồng tiền yếu thường đi kèm với một nền kinh tế yếu kém. Các chính sách tiền tệ khác nhau của Trung Quốc và Mỹ đã làm tăng thêm rủi ro đồng nhân dân tệ mất giá khiến giới nhà giàu chuyển tiền ra khỏi Trung Quốc, qua đó làm trầm trọng thêm những rắc rối tài chính của đất nước. Sự khác biệt ngày càng lớn giữa Trung Quốc và Mỹ gây ra bởi các động thái tiền tệ gần đây nhất có thể sẽ làm trầm trọng thêm hoạt động đóng băng tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc bởi Bắc Kinh muốn tránh rủi ro tài chính. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi đã kết thúc bản tin kinh tế ngày 27 tháng 8 của DKN TV. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chúc quý vị luôn bình an và mạnh khỏe xin kính chào và hẹn gặp lại